Hiện nay, trái bưởi tươi đã chính thức được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ sau gần 6 năm đàm phán. Trong đó, bưởi da xanh Bến Tre là lô hàng đầu tiên được xuất khẩu sang Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 11 năm 2022. Đây là một minh chứng cho sự nỗ lực của tỉnh Bến Tre trong việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, mở ra triển vọng cho thương hiệu mặt hàng nông sản nói chung, bưởi da xanh nói riêng, chinh phục các thị trường khó tính theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững, nâng giá trị nông sản và thu nhập cho nông dân. Thưa quý vị, thời gian qua, nhờ canh tác bưởi da xanh theo hướng Việt Gáp, nhiều nông dân Bến Tre đã thu nhập tiền tỷ hàng năm. Và một trong những người mà Lan Anh muốn giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay chính là mô hình trồng bưởi da xanh của chú Dương Thành Công, ngụ tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân Lan Anh cùng tìm hiểu nhé. Chú Ba ơi, chú Ba. Ơi. Dạ. Ai kêu đó? Con chào chú Ba. À. Con là Lan Anh và ngày hôm nay thì tụi con xin phép chú là được tham quan vườn bưởi của chú ạ. Vô đi. Dạ rồi. Vườn bưởi của mình rất là rộng và xanh tốt luôn chú ha. Dạ, không biết là cái công chăm sóc của mình có vất vả lắm không chú? Thật ra thì chăm sóc nó không vất vả đâu, nhưng mà mình chăm sóc mình cũng có một cái quy trình chăm sóc, mà quan trọng là phải có cuốn sổ nhật ký đang theo dõi đó. Dạ. Khi mình lật ra mình biết thời gian nào mình chóc thế nào, ví dụ trường hợp cái cây nó có mang trái hồi nhỏ hồi lớn thì mình phải có là cái quy trình mình chăm sóc riêng. Mình bắt đầu trồng dưa bưởi này từ khi nào chú? Tính ra chú trồng bưởi này là cách này cũng khoảng trên 15 năm rồi. Thì bắt đầu từ 2005 chú trồng rồi, nhưng mà bắt đầu trồng nhiều thì 2008 là chú đã trồng rồi. Tới nay tính ra cũng 15 năm rồi đó, hơn 15 năm. Thì từ lúc đó là bưởi mình đã cho chú nhìn thấy được tiềm năng của bưởi nên là mình mới trồng nhiều đúng không chú? Thời gian thì hồi mới trồng đầu thì cái giá nó không có cao đâu, nhưng mà sau này mấy năm sau bắt đầu giá từ từ lên đó, là chú mới chuyển đổi là trồng bưởi là coi như là chuyên bưởi tới bây giờ. Trước khi mà có một cái vườn bưởi rộng lớn như thế này thì gia đình mình làm công việc gì chú? Trồng nhiều loại cây lắm con, trồng cây xoài rồi cây dừa mấy cái đó, rồi sau này mình thấy là cái hiệu quả nó không có cao đó, từ từ mình chuyển đổi dần dần tới hiện giờ là coi như là nhà chú bây giờ là chuyên là cây bưởi hết. Dạ, vườn bưởi của mình với diện tích rộng khoảng bao nhiêu chú? Hiện nay của chú thì diện tích này là được 1 hecta rồi. Dạ, 1 hecta vườn bưởi. Là chuyên bưởi. Dạ, chú trồng một loại bưởi hay là trồng nhiều loại ạ? Không, chỉ trồng một loại bưởi da xanh thôi. Với cái loại bưởi da xanh này thì loại đất nào sẽ phù hợp để cho cây sinh trưởng và phát triển tốt ạ? Theo chú thấy thì cái cây bưởi da xanh này nó là hầu như là đất nào nó cũng thích hợp, nhưng quan trọng là cái kỹ thuật mình á. Cái trường hợp là cái đất ruộng và đất vườn mình dung ngô là với mình chăm bón thì nó không khác nhau. Do đó từ chỗ đó thì là quan trọng kỹ thuật là quan trọng nhất. Thì cây bưởi thật ra thì da xanh á thì mình trồng thời gian khoảng chừng là 4 năm hoặc 5 năm là mình cho trái chín được rồi, chứ đừng cho tới sớm. Trái sớm thì cây có thể nó chậm lớn. Dạ, con thấy là trái bưởi của mình rất là to và đồng đều, và được biết là chú trồng theo chuẩn Việt Gáp. Vậy thì để trồng một cái bưởi mà theo chuẩn Việt Gáp thì cần có những tiêu chí như thế nào ạ? Thực ra thì nếu mà đạt cái chuẩn Việt Gáp á, thì mà có nhiều tiêu chí mình phải đạt lắm. Thứ nhất là cái mình xài phân thuốc á, phải là trong danh mục cho phép. Rồi cái quan trọng nhất là cái sổ nhật ký mình á, phải theo dõi hàng ngày. Là có thể là cái sổ nó lưu lại 2-3 năm sau mình có thể mình coi được. Vậy thì chú có thể chia sẻ cụ thể những tiêu chí để đạt được chuẩn này không chú? Ví dụ như cái phần cứng, ví dụ như việc gáp phần cứng, ví dụ nhà kho, rồi cái nhổ phun nơi phun thuốc, đó phần cứng. Rồi phần mềm thì là dạng như sổ sách, mình ghi là phải ghi rõ ràng. Thật ra nó không có khó khăn đâu, nhưng mà mình phải làm đúng quy trình, ghi mình cũng quen à. Ví dụ trường hợp mình giờ mình ra mình nhìn vườn, mình có thể là cái cây đó mình có thể là mình... cây nó màu đó mình có thể mình đoán được là cây nó thiếu cái gì, nói chung là quen mắt á. Dạ. Vừa rồi thì chú cũng đã chia sẻ về những cái kỹ thuật cũng như là tiêu chuẩn Việt Gáp cho vườn bưởi của mình. Bây giờ chú có thể dẫn con đi tham quan vườn bưởi của mình được không ạ? Được chứ. Đi vòng vòng đó coi sao. Xin mời chú ạ. Thấy vườn
cây trái cỏ rồi nó phải mướt. Nếu mà cỏ mướt á thì đất nó mới tốt, đất tốt thì cây nó mới tốt. Nếu mà cỏ cằn cỗi thì coi như đất bản thân đất nó không có tốt. Bao lâu thì mình mới thuê người làm cỏ một lần hả chú? Thường thường cái mùa nắng thì hầu như là mình không có cần thuê để mình giữ ẩm đó. Mùa mưa khoảng chừng 2-3 tháng thì mình mới mướt phát một lần, phát cỏ đó. Dạ. Trong quá trình tiếp xúc, trao đổi, chúng tôi càng thấu hiểu và cảm phục hơn với những người nông dân luôn có ý chí vươn lên để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Ý nghĩa như tên gọi của mình, chú Dương Thành Công chính là một trong những tấm gương sáng của nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Nhiều năm liền được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Với năng lực và uy tín của bản thân trong sản xuất kinh doanh cũng như ứng xử với bà con lối xóm, chú Thành Công được lãnh đạo địa phương, bà con trong xã tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ hợp tác bưởi da xanh hiệp lợi xã An Hiệp, ủy viên ban chấp hành hội nông dân xã An Hiệp. Đồng thời chú cũng là thành viên câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Châu Thành, thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã bưởi da xanh tỉnh Bến Tre. Chú Dương Thành Công lập gia đình từ năm 1989, từ phần đất gia đình cho, nhờ vào sự cần cù, siêng năng, kết hợp sự trù phú của vùng đất màu mỡ. Hai vợ chồng đã phát triển và trồng chuyên canh bưởi da xanh trong hàng chục năm qua. Đến nay, chú Thành Công có hơn 1 hectare đất trồng bưởi da xanh. Bình quân, mỗi công đất 1.000 m², cho sản lượng trên 2 tấn một năm. Mỗi năm thu hoạch hơn 20 tấn bưởi. Dạ, tổ hợp tác bưởi da xanh hiệp lợi của mình là được thành lập từ khi nào hả chú? Tổ này thì thành lập 2013, đến nay là cũng được 10 năm rồi. 10 năm tròn. À, 10 năm tròn. Một con số rất là ấn tượng đúng không ạ? 10 năm. Vậy thì hiện tại là tổ hợp tác của mình đã bao gồm bao nhiêu thành viên rồi chú? Hiện tại bây giờ là được 69 thành viên với tổng tích là 33 hectare. Chắc có lẽ là thấy được hiệu quả từ mô hình tổ hợp tác nên là bà con nông dân ngày càng đông thành viên đúng không ạ? À, đúng rồi, tại vì tổ hợp tác hoạt động mà bà con thấy có lợi đó. Thì bà con xin là tham gia, dạ, tự nguyện mà. Vậy thì tổ hợp tác này đã có những hoạt động hiệu quả như thế nào giúp cho bà con nông dân ạ? Thứ nhất thì tổ là thường thường là hàng tháng là duy trì hàng tháng họp một lần. Mỗi lần họp thì bà con được nhận là cái khoa học kỹ thuật. Tiếp nữa là cái được cái liên kết đầu vào là cái phân bón thuốc bảo vệ thực vật, đường kết đầu vào là cái giá hợp lý. Và quan trọng nữa là ký hợp đồng với là sản phẩm đầu ra là có công ty bao tiêu sản phẩm. Từ đó là bà con mình an tâm sản xuất, thì hàng hóa khi có thì có công ty tự mua và đầu vào thì có công ty bao tiêu vậy đó. Dạ. Vậy là bà con chỉ cần chuyên tâm chăm sóc vườn bưởi của mình thôi, còn đầu ra là không cần lo nữa. Đầu ra đầu vào thì không cần lo. Cũng rất là ý nghĩa và giống như truyền thống của người dân Việt Nam mình là luôn quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau đúng không ạ? Chắc vậy quá. Dạ, con cảm ơn chú. Trong lô bưởi da xanh xuất khẩu đầu tiên sang thị trường Mỹ, tổ hợp tác do chú Dương Thành Công làm tổ trưởng đã cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp xuất đi. Bởi trong tổ hợp tác bưởi da xanh hiệp lợi, bà con tổ viên đều canh tác theo hướng Việt Gáp và hữu cơ, chất lượng và mẫu mã sản phẩm luôn được đảm bảo. Trong năm 2022, tổ hợp tác bưởi da xanh hiệp lợi cũng đã xây dựng thành công mã số vùng trồng đối với cây bưởi da xanh. Khi mà Việt Nam mình, đặc biệt là tỉnh Bến Tre được xuất lô hàng bưởi đầu tiên sang thị trường của Mỹ, có một phần đóng góp to lớn của chú cũng như là bà con khu vực mình. Thì không biết là khi mà biết được thông tin này, cảm xúc của chú cũng như là bà con ở đây cảm thấy như thế nào ạ? Thì bản thân chú thì chú rất mừng, rất hồi hộp. Tại vì là cái mình không ngờ là cái bưởi của Việt Nam mình được xuất chính ngạch đi cái thị trường nước Mỹ. Tại thị trường này rất khó mà đi được, là rất mừng. Không ngờ là được đi sớm như thế, được đi nước ngoài, cái giá trị của trái bưởi của mình thì nó càng nâng lên nữa. Thay vì lúc trước cho nó 10 đồng ký đi, bây giờ có thể nó tăng lên gấp là 13, 14 đồng ký nếu mình được xuất khẩu. Bà con rất mừng, riêng bản thân chú cũng mừng, mà bà con cũng mừng. Ngoài Mỹ ra còn thị trường khác nữa, ví dụ như những thị trường hoặc là châu Âu, hoặc là thị trường của Úc Châu vậy đó. Dạ, vừa rồi là những chia sẻ của chú ba, còn không biết là cảm xúc của cô như thế nào khi mà nghe thông tin là trái bưởi mà chính tay mình trồng được xuất khẩu đi nước ngoài ạ? Theo cô là người nông dân trồng bưởi, riêng An Hiệp thì ở Bến Tre,
nông dân cũng rất là ước ao là có một ngày nào đó mình trái bưởi mình sẽ đi vươn xa. Cô nghe tin cô rất là vui mà là phấn khởi. Cái thứ nhất là trái bưởi của mình nó có cái chất lượng, thứ hai là nó có cái tầm vươn xa thì cái giá cả nông dân nó sẽ ổn định hơn. Thời gian qua, nhờ canh tác trái bưởi da xanh theo hướng xanh, sạch, an toàn mà đời sống nhiều người dân trồng bưởi xã An Hiệp, huyện Châu Thành đi vào ổn định và phát triển. Với một trái bưởi như thế này thì độ ngọt là khoảng bao nhiêu hả chú? Trái bưởi thế này thường thường thì theo ở đây bán á, thì độ ngọt nó phải là trên 10 kg độ rít á. Nhưng mà thường thường bữa nay là mình phải đạt là từ 11, 12 trở lên. Độ rít càng cao thì nó càng ngon. Là cao hơn cái độ quy định trung bình đúng không chú? Càng ngon. Dạ. Bây giờ con cũng rất là tò mò nên là bây giờ mình thử xem trái bưởi này nó ngọt như thế nào, có đúng như lời chú nói không ha? Rồi, dạ. Chú sẽ thử coi nha. Dạ. Này màu hồng ha. Đó có hình chữ nha. Đẹp quá. Này một cái màu hồng đẹp không? Dạ. Thường là bưởi bưởi da xanh ruột hồng mà này cái cái sớ nó cũng là hồng, đỏ hồng phải không? Đó. Wow, rất là đẹp đúng không ạ? Cái màu đó. Dạ. Dạ, thế à, còn thấy nó chín không? Dạ. Chín nó bọng ruột ha. Anh chín nhanh nè. Đó. Đó. Đó, rồi tắt ra. Lần đến ăn nè, ăn thử coi. Dạ, con cảm ơn chú. Gọt cái này là giả chiến mà nó nhanh nhất nữa mà. Con mời chú trước nha chú. Thử coi bằng bữa chú không chú Bảy. Dạ, con mời cô nha. Cảm ơn con. Ăn thưởng thức, đổi màu đẹp ghê ha. Dạ. Không hợp luôn. Cái màu nhìn là muốn ăn liền đúng không con? Đây. Dạ, con cảm ơn chú. Lượng đường khoảng 12 chấm. Đúng không? 12 không? Dạ. Đo rồi hả bạn? Không khó đâu, đo bằng lưỡi. Đo bằng lưỡi. Nước nhiều ha. Mình rinh cái trái bưởi lên là mình có thể xác nhận được cái bưởi ăn ngon hay không. Hiểu không con? Nó nặng, cái độ nặng nè, con thấy không? Cái này nếu để tranh thu là để xuất khẩu luôn. Nó ngọt luôn. Ngọt ngon quá ha, mà cái bữa nó cũng lửa nó không khô rồi muối lắm nè. Nước mỏng nước ha. Mỏng nước này thấy chưa? Nó vừa ngọt mà vừa mỏng nước nữa, rất là ngon. Cây này khoảng 7 năm tuổi. Cây này 7 năm tuổi. 7 năm tuổi. Thưa quý vị, điểm tâm đắc hơn hết của tập thể, các tổ hợp thuộc hệ thống hợp tác xã Bưởi Da Xanh Bến Tre, đó chính là hướng sản xuất hữu cơ, thân thiện với môi trường thiên nhiên. Và đây cũng là một trong những nhân tố quan trọng góp phần đẩy mạnh thương hiệu đặc sản của quê hương Đồng Khởi. Hiện nay, chú Dương Thành Công và tổ hợp tác của mình đều tham gia sản xuất theo hướng Global Gap. Theo chủ trương của hợp tác xã, các vườn bưởi da xanh thay thế nguồn phân khoáng và phân hữu cơ thay vì phân hóa học như trước đây. Đa số người dân đều chuộng dùng phân hữu cơ di sinh tự ủ từ phân chuồng. Mặt khác, toàn bộ phân thuốc sinh học được sử dụng phải nằm trong danh mục cho phép, được kiểm soát chặt chẽ, đúng với quy định của chuẩn Global Gap. Bên cạnh đó, bà con tuyệt đối tuân thủ cách ly thuốc đúng quy định trước khi thu hoạch và cung cấp ra thị trường. Một ngày trải nghiệm tại vườn bưởi da xanh nằm trong tiêu chí hệ sinh thái vườn hữu cơ bền vững, an toàn. Chúng tôi còn được chú Dương Thành Công cung cấp thêm thông tin thú vị về cách chăm sóc bưởi da xanh. Đó là kiến vàng, được các thành viên của hợp tác xã nơi đây sử dụng như thiên địch để khống chế các loại sâu hại. Một số loại ốc nhỏ bám tự nhiên trên các cành bưởi cũng là một minh chứng của canh tác hữu cơ. Tất cả được xem là phương pháp tự nhiên xua đuổi côn trùng phá hoại, đồng thời nhằm giảm thiểu tối đa phân thuốc hóa học, mang đến niềm tin cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Và qua thời gian đi thăm vườn, được chú Ba chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc bưởi cũng như là tiêu chuẩn để có một trái bưởi đảm bảo an toàn, sạch. Và con tin rằng với những công sức và tâm huyết mà bà con mình đã bỏ ra thì trong tương lai không xa, trái bưởi xuất khẩu của Việt Nam mình sẽ vươn ra thị trường trong nước và vươn xa hơn nữa là thị trường xuất khẩu. Và thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin chúc chú cũng như là quý bà con trong tổ hợp tác của mình sẽ nhiều sức khỏe, thành công và làm ăn ngày càng phát đạt ạ. Bến Tre, nơi quê hương của những dòng sông, những vùng đất phù sa màu mỡ, những con người nghĩa tình,
luôn đoàn kết gắn bó, cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Để rồi những vườn bưởi hữu cơ xanh tốt cứ nối tiếp nhau phát triển, hình thành nhiều hơn những tỷ phú miệt vườn. Ngày đêm cần mẫn, mang hương bưởi Dương Xa.